làm cho chưa ai bố cái từ từ. Hello bạn Ngọc Sơ. Hello mấy bạn. Hôm nay tại do quán mình cũng khá là vắng nên là mình sẽ livestream cho mấy bạn đi cà phê mèo online nha. Này, hôm nay có khách dắt mèo lên quán mình nữa nè, hai bé chân ngắn hết luôn. Hello bạn Nhiên. Hiện tại thì là sau mùa dịch nên là quán mình cũng đang khá là chậm khách đó, nên là mình nghĩ đây là một cái dịp để cho các bạn mà có thể ghé quán mình, thì bây giờ mình sẽ livestream cho mấy bạn đi cà phê mèo online để coi mấy bạn coi trước mấy bé nha. Sau mùa dịch thì bé nào cũng khỏe mạnh mập mạp như bé này hết nè. Bé mèo của khách lần đầu tới quán nên còn hơi nhát một tí. Mấy bạn có ai đã từng đi cà phê mèo của tụi mình chưa ta? Các bạn có muốn thấy bé nào không? Đây là bé Moon, hiện tại là bé Moon cũng gần 1 tuổi rồi. Con của mẹ Lily, mẹ Tai Chi. Chân bé ngắn xíu à. Đây. Mình dắt các bạn đi một vòng để mình coi hết mấy bé mèo ở đây ha. Ở đây có một bé mèo mặt đầm cũng dễ thương lắm nè. Đây là bé Mini của quán mình, khá là to. Hello bạn Mai, bạn chờ xíu nha, mình sẽ cho bạn coi hết một vòng là có bé gà đang nằm ngủ bên kia luôn. Chinsu với gà. Bây giờ mình đi một vòng trước ha, rồi xong rồi mình sẽ bắt đầu nhận xem mèo theo yêu cầu ha. Hiện đây là hai bé chân ngắn bên mình. Này là bé Sunny. Với lại đây là bé Sky. Bé nào cũng mập mạp đó, sau mùa dịch không có ai ốm hết trơn. Đây, một con mèo in hức mực nè mọi người. Kêu mấy con mèo lắc đít rồi hơi khó nha. Mấy con này khó tính lắm. Đây là dưa hấu nè, con nó kênh mọi người nè. Livestream mà nó kênh như vậy đó. Ngoài ra thì mình còn có bé Bonnie ở dưới này đang ngủ. Bonnie chào mọi người đi con. Nghe. Bé gà đâu rồi ta, để mình kiếm bé gà cho mọi người xem ha. Bé gà đang để mình kiếm, nãy nó mới ngủ gần đây à. Gà với chim su. Gà vô túi ta ngủ rồi. À đây mình thấy gà rồi. Đây, gà với matcha đang xâm chiếm nhà của mèo khách nè. Mấy đứa này thấy nhà người ta lên phá làm như nhà của nó vậy á. Ở đây là còn Tony nữa, sau mùa dịch thì Tony đã đạt số cân là gần 10kg rồi đó mọi người. Tăng gần 1kg luôn. Sau mùa dịch mập ơi là mập, hôm nay đeo cái vòng nữa. Đây là gà. Cho bạn Ngân xem ha, đây là bạn gà nè. Đây. Sau mùa dịch thì lông của gà dài hơn nhiều lắm, tụi mình chưa có tỉa lông liền cho bé. Đây là matcha, đẹp trai chưa nè. Matcha sau mùa dịch là phải nói là sau mấy lần trốn ra thì bây giờ mới đẹp đẽ lại được như vậy, mất một khoảng thời gian đó. Còn bên này có một bất ngờ cho mấy bạn nè. Đây, một con mèo mặt đầm hồng. Các bạn biết có bạn nào nhận ra con này không ta? Các bạn không biết, các bạn nào nhận ra đây là ai không? Đây, Thủ đang chào mọi người nè. Đó, à mèo không lông hả? Chờ xíu nha, lát Hoàng sẽ xuống phần dưới cho mấy bạn coi nha. Đây là Tuấn, hiện tại là Tuấn đang mặc một cái đầm hồng rất là dễ thương, hơi rộng so với Tuấn một tí. Tuấn cũng là mèo chân ngắn. Đây là mèo của khách nè. Đây, cũng chân ngắn luôn. Một nó có mèo lạ tới là bắt đầu cái bầy nó bu nè. Mấy bạn thấy không? Bụng đứa nào đứa nấy cũng bự vậy nè. Sau mùa dịch to lắm. Đây là Minh này. Minh này giờ chắc tầm bao nhiêu ký rồi anh em ha? Con Maine Coon bên mình chắc giờ cũng phải 7-8kg đó, mình thấy cũng khá là to. Đó, đúng rồi. Con mèo của khách đang cố gắng đi vô nhà vệ sinh của tụi mình nè. Một bài nó thấy mèo lạ nó bu lại đó. Quán mở lại rồi em. Sau mùa dịch thì bên mình cũng mở lại rồi, nhưng mà chỉ mở đến 9 giờ tối thôi. Với lại khách cũng không đông lắm á, nó như bạn nào mà muốn tới một không gian mà thoải mái, relax á, thì các bạn có thể đến quán mình vào ngày thường nha. Đây. Một bầy đang bu ở đây. Moon chào khách đi con. Quán mở lại rồi em, mình sẽ mở từ lúc 9:30 sáng cho đến 9 giờ tối nha. Mình đi chào mọi người đi. Coi cái mặt của nó kìa. Đây là Minnie, mèo Maine Coon. Con này thì giờ cái mặt nó bắt đầu nhìn giống như con sư tử rồi đó. Hồi nhỏ thì thấy còn hiền hiền, giờ nhìn mặt dữ quá.
Bây giờ mình sẽ cho các bạn qua tới phía bên kia ha. Mình cho mọi người coi cảnh này nè. Con gà quán mình chui vô ba lô của mẹ của khách luôn. Chui vô nằm vậy xong bắt người ta nằm ở ngoài ngồi chờ vậy nè. Thấy ác chưa? Đó con gà của bạn Nhiên đó, bạn thấy chưa? Mẹ của khách thì cũng mẹ chân ngắn, đáng yêu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua tới bên kia coi hết mấy bé còn lại ha. Hello, bạch xỉu chào mọi người con. Mặt vẫn ngáo như ngày nào luôn. Bên này thì là sẽ có đại ca Coffee đang nằm. Coffee Sabine với Na. Đây. Đại ca của quán đây. Coffee chào mọi người, Coffee. Chào mọi người nè. Mấy con mèo quán anh nó quạo vậy thiệt ra đáng yêu lắm. Đó, đây là Coffee, đại ca của quán nè. Rồi, qua tới bên này. Chúng ta có Sabine. Sabine ơi. Đang ngược sáng nên là con mèo nó hơi tối một xíu. Đây, Sabine đây. Bây giờ thì sau mùa dịch thì lông bắt đầu dài lại rồi. Hiện tại thì mấy bé nào cũng mập lên á, mùa dịch không ai ốm đi á. Bạn nào nhớ bé này là bé nào không? Con mèo tai nhất của quán mình luôn. Đang che mặt ngại ngùng. Đó, đây. Con mèo tai duy nhất của quán mình. Không biết các bạn nào muốn xem bé nào không thì các bạn có thể nói mà có thể quay bé đó cho các bạn xem nha. Một lát nữa thì mình sẽ xuống tầng dưới với mấy bạn xem Chinsu. Bò sữa đúng rồi, đây là bé bò sữa. Đây, cuối cùng con mèo quạo nhất quán mình. Siêu quạo, coi cái mặt nó nè. Đó, biết người ta năm nay mấy tuổi không? 9 tuổi. Con mèo 9 tuổi, già ơi là già, quạo ơi là quạo. Đây, đây là bé Na. Lần đầu mình làm livestream cà phê mèo online mấy bạn có gì? Thứ lỗi cho mình nha. Hôm nay có một anh khách quen đến để chơi với Coffee nên là đó hồi các bạn sẽ được thấy cảnh Coffee chơi chụp giấy rất là dễ thương. Có khách chưa? Đây là Tony đang chờ cửa khách nè. Đó. Dạ dạ. Để bạn chờ xíu nha, để mình mở cửa cho khách. Coffee xin chào. Đây là Tony biết đón khách nè, thấy chưa? Ơi, nhà vệ sinh bên này á chị. À, mình có mèo dạ. Dạ mình cứ vào. Dạ, anh em cầm giúp em xíu. Để em cái phòng này cho nó sợ nó trống rồi. Đang có gì mà tập trung hết ở đây rồi. À, Jerry hả bạn Tuyết Mai ơi, Jerry chờ xíu nữa. Jerry đang ở tầng dưới nha. Đang ở tầng hotel. Money. Coffee đang chơi bóng với một anh khách quen. À, mình trở lại mấy bạn nha, xin lỗi mình mới bận chút xíu. Mình sẽ cho mấy bạn coi cảnh Coffee chơi đuổi bắt nha. Quán tất cả có mấy bé giờ? Hiện tại thì trên quán này là 17 bé nha bạn, tính thêm 2 bé lầu dưới nữa. Hiện tại đang là có 17 bé, thêm 2 bé nhỏ ở dưới nữa là 19. Đó. Con Coffee thì tới giờ tối nó sẽ phá như vậy nè.
Coffee thì sự rất là khôn, nhưng mà có cái là không phải là lúc nào nó cũng năng động hết trơn á. Phải thúc dữ lắm mới chịu năng động á, chứ không thôi là nằm ịch một chỗ mà. Coffee hiện tại cũng 8,5 kg mà chạy dữ vậy đó. Đó, mấy bạn có thể thấy Coffee nè. Ở đây con kia vận động, mấy con này chỉ biết ngồi và xem thôi chứ không bao giờ mà thấy tụi nó vận động á. Bạn xỉu, bạn xỉu có vận động không? Cái mặt nó vẫn ngáo y như là lúc mà nó còn nhỏ luôn mọi người, không khác tí nào hết. Bạn xỉu ơi, bạn xỉu chào mấy chị, mấy anh, mấy chị nè. Đó. Con tủ đây mọi người có bao giờ thấy mèo chân ngắn chạy chưa? Cái đầm mặt cho nó tuột xuống tới đây luôn. Đó, cái đầm mặt chạy tuột tới đây luôn. Đây, đây là bé Tuấn. Hôm nay mặc cái đầm nhìn rất là xe xua. Tới giờ ăn chưa anh? Một lát nữa mấy bé mới ăn nha. Còn mấy bé hiện tại là còn đang trong giờ chơi á, nên cho mấy bé ăn là đổ đồ ăn tùm lum hết, nên là cho tụi nó ăn xong chơi xong mệt rồi mới ăn nè. Một bầy bu lại đây hết rồi. Hiện tại là trên này đang là 17 bé. Hello bò sữa. Bò sữa ơi, bò sữa lại đây, bò sữa lại đây. Bò sữa rất là ngoan nha, mèo ta của quán nhưng mà rất là ngoan. Nhiều người hay chọc bò sữa là mèo Hitler do có cái cọng râu ở trên mặt. Đây, mình cho các bạn xem kỹ hơn con mèo của khách ha. Đây, một bé mèo chân ngắn màu vàng nâu. Bé này thì mắt rất là tròn, màu xanh lá nè, rất là dễ thương. Không biết các bạn nào muốn xem bé nào không thì mình quay cho mấy bạn nha. Y chang bé bèo sữa nhà em luôn vậy hả? Nhà em cũng có nuôi mèo à. Đây là Windy. Windy thì chân rất là to, cũng là mèo chân ngắn, là con của mẹ Lily đó. Windy thì rất là khó được gãi ngay cổ như vậy nè. Mấy bố mấy bạn nào có tới quán á, cứ gãi cổ Windy là Windy nằm yên cho mấy bạn gãi nè, thấy không? Windy ngoan dữ lắm. Có cái là lâu lâu hơi nhát thôi. Tai Chi hả? Để mình kiếm coi Tai Chi đang nằm đâu. Tai Chi bên này. Đây. Ủa con báo đâu rồi? Nó đang ngủ phía bên này nè. Ở dưới. Đây. Tai Chi, có người muốn xem con nè. Đây. Tai Chi chào mấy bạn đi. Hiện tại là quán anh sẽ mở vào 9:30 sáng nha em, và đóng cửa vào 9 giờ tối. Mình nếu như mà mình đi vào ngày thường sẽ vắng như hôm nay á, thì đi rất là thoải mái và dễ chịu nè. Đây. Tai Chi thì rất là ngoan. Nhưng mà con cái là nó không cho ôm. Mình định ôm mà nó không cho. Để mình kiếm bé Matcha nha, Matcha mới bên này. Trên đường để kiếm Matcha thì bé vào tiệm như thế nào hả? Hiện tại thì mình vẫn giữ giá cũ, mình không có lên giá mấy bạn, là 79.000 một người. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vài bé mèo mới ở dưới nha. Tụi mình này sau mùa dịch có 3 bé mới, thì mình sẽ cho mấy bạn xem cả 3 bé luôn. Đây là tầng spa của bên mình. Thì hiện tại đang có vài bé mèo mới, là một gương mặt khá là quen thuộc. Chắc là mình để camera trước cho mấy bạn dễ thấy hơn một xíu ha. Mấy bạn chờ xíu nha. Đây. Đầu tiên, đây là bé Đậu Phộng. Đậu Phộng là cũng là mèo chân ngắn giống Napoleon. Cùng với Jinsu, lỡ con đang hửa camera của mọi người á. Jinsu lại đây. Jinsu lỡ cho mấy anh chị coi nè. Hiện tại thì là ba bé này còn mới nên là tụi mình chưa có cho lên trên. Đậu Phộng thì là chân ngắn, con trai của mình luôn, ngoan lắm. Đậu Phộng chào mấy con mấy chú nè. Đó, đây là Đậu Phộng. Còn bên này là mình sẽ cho các bạn con Jinsu. Jinsu thì là hiện tại là do nó dữ quá, nó lên nó đánh mấy con mèo trên lầu nên là phải nhốt ở dưới này. Jinsu khá là cọc tính, nhưng mà đối với người thì Jinsu rất là dễ thương. Đúng không Jinsu? Đây. Jinsu chào mọi người nè. Hello. Jinsu sau một dịch mọi người thấy lông như lỗ mũi mọc dài đâu. trên mặt của nó có mấy cái lỗ là do nó bính lộn với mấy con mèo dưới này á. Và đây, mình sẽ cho các bạn coi nhân vật được yêu thích của quán nè. Ai tới quán cũng mê con này hết. Có ai nhận ra là đây, ai đây không? Ai nhận ra con này là con nào đây ta? Một gương mặt cực kỳ quen thuộc luôn. Có cái kiểu nằm mà xải người ra nè. Ai đây? Không biết có ai qua đây thích bé này không ta? Mặt siêu to tròn luôn.
Cherry bây giờ sẽ là ở tầng dưới, chứ Cherry không có lên tầng trên nữa. Do Cherry kiểu lên nó bị không có hòa đồng được mấy con ở trên nên sẽ ở dưới này. Đây, và Cherry rất là thích để đánh đít. Đó, đánh đít là sẽ ngồi dậy. Rất là mê luôn. Cherry là mọi người đánh đít là nó sẽ lợi nó lắc đít như vậy nè. Đó, phải nói là cực kỳ mê luôn. Cherry ngoan lắm. Ngoài đó thì tầng hotel của tụi mình vẫn hoạt động bình thường. Thì mình có một bé là cũng mèo ta được khách gửi. Mèo ta nhưng mà rất là to tròn nha, dễ thương lắm. Con này thấy người thì nó khá là mừng, kiểu nó khá là quấn người á. Bé này cũng là mèo ta, nhìn nhìn hơi dữ một xíu, thiệt ra là thiên thần á mọi người. Hiền lắm, ôm là cho à, mà tắm dễ là dễ luôn. Đúng rồi, hôm bữa con chơi đi nó nằm nó chặn cửa nhà vệ sinh đâu cho ai vô đâu. Đây, cái tướng ngồi mà siêu nổi tiếng của Cherry luôn. Đây. Cherry lúc nào cũng sẽ ngồi phè người đây như vậy nè, giống như ngồi ghế sofa vậy đó. Không biết bạn nào qua quán này chắc có thấy cái tướng này nhiều lắm ha. Cherry chào cô chú nè. Đó, cách nó chào đó. Ở dưới tầng này thì tụi mình còn có một bé mới nữa là bé Litty. Bé Litty nhìn rất là giống con Lily của quán mình. Litty thì là mèo tâm thể, chân dài và đặc biệt là bế rất là ngoan. Đó, Litty chào cô chú nè. Litty thì đuôi rất là bự nha mọi người, đuôi Litty khổng lồ luôn. Đó, Litty thì rất là dễ bế, rất là ngoan và đặc biệt là Litty rất là thích chơi với trẻ em. Mỗi lần mà có trẻ nhỏ tới quán mình là chơi với Litty không à. Đúng rồi, tại do mèo á, phần lớn là mấy bạn sẽ ngủ vào ban ngày nhiều hơn và sẽ chơi vào khuya. Nên là các bạn tới vào cà phê mèo vào buổi sáng thì thường mấy bé sẽ ngủ nhiều hơn. Đây, đây là con đậu phộng lúc nãy. Giờ chui vô cái nhà của nó để nằm rồi nè. Đáng yêu chưa? Cái này cái nhà riêng của đậu phộng luôn á mọi người coi nè. Được một chị khách người Nhật tặng cho nên là mỗi lần là cứ cái stress một tí là chui vô đây nằm. Sướng ghê không? Chân của đậu phộng ngắn ngủn mà. Đây, chân của nó ngắn ngủn mà. Có một khúc như đây thôi đó mọi người. Đó. Sau dịch bé nào là nặng nhất hả? Lát hồi mình sẽ cho bạn xem nha. Hiện tại là nặng nhất là cũng khoảng 9 kg, 9 kg rưỡi. Khoảng đó. Mình nhìn Chinsu lần nữa rồi mình lên lầu nha. Đây. Đó, Chinsu đang ngồi ngủ ngồi nha mọi người. Nhìn cái mặt ngầu không? Đây. Y như là mấy bức tượng mèo Ai Cập vậy đó. Đó, thấy chưa? Nhìn người ta ngầu vậy đó, bởi vậy lên lầu là quýnh người ta không. Quýnh mấy con mèo khác chứ đâu có chơi được với người ta. Chinsu. Chinsu thật ra là rất là quấn người. Có cái là nhiều lúc á thì nó gặp mèo khác thì nó bị quạo á, chứ con này quấn người lắm. Bình thường thì mặc áo đồ hiệu nhưng mà hôm nay thì bận áo trái chuối. Hôm bữa cũng mới được làm móng xong á, đẹp khoe móng cho mọi người coi nè. Đó, mới được làm móng hôm bữa xong. Coi bụng nó bự nè. À, tại do nguyên cái dòng họ Chinsu đặt tên thay đồ ăn không mà. Chinsu, sandwich, ấp la, thùm lum hết. Đặt vậy cho nó giống nhau á mọi người. Dễ kêu, dễ nuôi á. Người ta nói nuôi con đặt tên xấu thì dễ nuôi á. Thì tên Chinsu rất là dễ nuôi. Đây. Bây giờ thì mình sẽ lên lầu lại nha mấy bạn. Hồi nãy các bạn muốn xem con bò sữa đúng không? Đây, mới bước là thấy mẹ Tai Chi đang nằm nè. Đó, thấy Tai Chi đang nằm từ xa không? Bé Litty thì chắc là tụi em phải chờ đến khi nào bé ít nhất cũng phải 7-8 tháng mới cho bé lên á. Bé hiện tại còn khá là nhỏ. Với lại ở tầng dưới tụi em có đang ít mèo nên là chắc Litty sẽ ở dưới một khoảng thời gian dài lận. Đây là bé mèo Tai Chi. Tụi mình đã mở cửa lại được 2-3 ngày rồi đó bạn Thịnh ơi. Tụi mình mở cửa và tụi mình sẽ mở từ 9:30 sáng cho đến 9 giờ tối. Nếu như các bạn đến vào ngày thường thì sẽ rất là vắng luôn. Nên là sẽ rất là cực kỳ thoải mái cho bạn nào muốn làm bài tập nè, muốn xả stress hoặc là chỉ muốn vào ngắm mèo ngủ á. Thì là mình vào buổi sáng là rất là tuyệt luôn. À, Sunny hiện tại đang ở nhà nha. Tại do bé Sunny bị bệnh một tí. Nên là ở nhà khi nào bé khỏe lại bé sẽ lên quán. Đây, bây giờ các bạn chờ mình xíu, mình sẽ cho các bạn coi bé bò sữa tiếp ha. Các bạn đang rất là nhớ bé bò sữa luôn. Bé bạn bạn Phụng nhớ bò sữa ha.
Thì mình kiếm con bò sữa ở đâu rồi? Bò sữa đang nằm ở phía bên này. Đây, bò sữa của mọi người đây. Đó, hôm nay mặc cái áo màu hồng, mình ông già Noel. Bé bò sữa thì mấy hôm nay thì cũng mập lên được một tí, nhưng mà cũng không mập lắm. Thì cái giống này, riêng con mèo ta này không biết sao mà nuôi hoài không mập được. Moon thì ngay bên này. Để mình cho mấy bạn coi cả Moon với Bonnie luôn ha. Đây nè, đây là Sabine nè. Không biết có ai nhớ Sabine không? Con của Coffee đó. Đây có bạn kiếm Bonnie. Thì đây là bé Bonnie. Bonnie hiện tại sau mùa dịch vẫn mập ra, thật sự là mập hơn là thằng khác nữa. Vừa khỏe vừa mập. Mà phá quá trời luôn, mỗi lần qua là dọn quán xỉu luôn á. Đây là Matcha đang nằm chiếm ba lô của mèo khách nè. Nhà người ta bắt người ta ở ngoài chờ, mình thì nằm ở trong này. Matcha qua mùa dịch cái mặt nó lên hai cái nọng luôn mọi người. Đây là hai bé mèo của khách. Hai bé rất là đáng yêu, mới tắm xong ngày hôm nay luôn. Nãy tắm sợ quá lúc sấy leo lên tường luôn á mọi người. Leo lên cào chày cửa kiến luôn. Nhưng mà rất là đáng yêu. Hai bé tên gì hả chị? Táo với Dứa. Đây là bé Táo nè, rapper đây nè. Đó, còn đây là bên kia là bé Dứa, mà bé Dứa trốn rồi. Hơi sợ lần đầu lên trên này, hơi sợ. À vậy hả? À, tại vì nó sợ nên nó co cái chân nó lại, thì là mèo chân dài nha mọi người. Chân dài mà giả danh chân ngắn thôi. Đây, Táo ơi, mình không có vô trong này nha. Không có vào trong này. Táo ở ngoài không có vô nha, vô là bị kẹt đó. Đây, mình sẽ kiếm bé Moon cho mọi người. Bé Moon thì hiện tại cũng khá là mập. Đây, đang nằm kế 3 tuổi luôn. Đây, đây là bé Moon. Moon ơi. Hello, đây là Moon nè mọi người. Sau mùa dịch thì Moon tròn hơn rất là nhiều luôn. Đó, đó, con nó giữ nè, con nó giữ nè. Cái chân của nó thì đó, đó, đó. Đây là bé Moon đây. Moon chào cô chú đi con. Giờ đang bận liếm láp tắm rửa rồi, khuya rồi, đang tắm rửa chuẩn bị ăn đó mọi người. Các bạn nào muốn thấy bé nào nữa không? Các bạn nào muốn thấy nhân viên không? Mình cũng xinh xắn như mấy con mèo vậy đó mọi người. Nè bạc xỉu đang chờ được lên lầu nè. Thấy không, bạc xỉu đang chờ được lên lầu. Kế bên là Tuấn. Tuấn ơi. Tuấn ơi. Tuấn ơi Tuấn. Tuấn ơi. Đẹp trai chưa nè. Đó, siêu đẹp trai luôn. Và Tuấn đang nằm kế tai họa của nó gây ra hồi mùa dịch. Đang nằm kế chiến lợi phẩm của mình luôn. Đó, coi mặt nó nè. Đó, nó gây ra cái này á mọi người. Nó gây ra cái này đó. Đây, mình sẽ đi từ dưới lên ha. Đây là Minnie. Minnie hiện tại thì cũng dài ra được một xíu. Mùa dịch thì lên được nửa ký. Đây, đây là Minnie nè mấy bạn. Mèo Maine Coon, con Maine Coon duy nhất của quán mình luôn. To đùng. Bây giờ mình đặt tay lên tay mình chắc bằng 1 phần 10 cái body của nó. Trời đất ơi, bự quá. Ôi trời má ơi. Mới bị nó cắn á mọi người. Mới cắn mình xong luôn, quá trời khóc. Hơi quạo một xíu, chắc đụng bụng nên hơi quạo. Minnie chào cô chú đi. Đây, Minnie. Nằm dài, người đẹp to lắm mọi người. Mọi người tưởng tượng con mèo mà nó to như con chó vậy đó. Đây, đây là chân mình kế nó nè. Đó thấy không, to đụng luôn. Đây, mọi người thấy so nè. Bàn tay mình so với nó nè. Con này thì lúc nào cũng cọc với bạn. Rồi, các bạn muốn thấy dưa hấu đúng không? Các bạn muốn thấy dưa hấu không? Thì đây là dưa hấu nè. Dưa hấu đang uống nước. Dưa hấu ơi. Dưa hấu ơi. Mọi người đừng để cái móng tay sơn của mình nha. Mình tự sơn mà nó bay màu hết trơn rồi. Đây, dưa hấu đây. Đó, đúng rồi. Minh này chuyên gia gặm máu, đặc biệt là gặm máu của khách nữ. Nó gặm máu xong rồi nó lôi vào trong cái phòng cát của nó, xong rồi nó để chỏng đó mọi người. Chuyên gia đi ăn cắp luôn. Chia sẻ với mọi người một câu chuyện là hôm nay cái tay mình có một cái thẹo mới. Là do con chinh su của mấy bạn. Hồi nãy nó quýnh con bạc xỉu, cái mình vô càng cái là nó cho mình một cái thẹo dài từ ngay khúc đầu này xuống tới đây luôn. Đó.
Windy thì lúc nào cũng nằm trên này. Windy lúc nào cũng nằm trên này hết. Dài bụng nè. Đây, đây là Windy. Lúc nào cũng tắm táp liếm lông hết. Đang liếm tay mình luôn nè. Cái mặt khá là, con này thì được cái là rất là ngoan, mà bị cái là nó hơi nhát người, nên là lâu mọi người thấy nó trốn. Mình mà để coi nó nè, coi nó nè. Đó. Bây giờ coi coi cái mặt liếm. Liếm kẹt cái dòng mà liếm hoài. Đó, đáng yêu chưa? Chân nhỏ xíu luôn mọi người. Này. Em gái Sky thì lúc nào cũng ngủ bên này. Sky ơi, mở mắt cho cô chú thấy đi. Nó đang mở mắt đó mọi người. Mọi người thấy mắt nó không? Lấy tay che mặt nè. Có bé nào thích nước không anh? Bên anh con mèo nào cũng ghét nước á em. Trời đất ơi, con nào cũng ghét nước, tắm mỗi lần tắm rất là cực. Bên này là gà đang ngồi bắt thằng lằn. Đây, gà đang ngồi bắt thằng lằn, chờ thằng lằn. Nhưng mà mấy nay trời chưa mưa nên chưa có thằng lằn nào ra hết. Đó, mấy bạn có thể dành một vài phút để ngắm gà để mình nghỉ xíu. Rồi mấy bạn ngắm gà đủ chưa? Mình đi tiếp nè. À, bên kia nó không vính lộn đâu anh, nó đang vờn nhau á. Sắp tới... Bonnie, đi xuống. Không có ăn đồ của khách. Đi xuống. Chuyên gia ăn cắp bánh, ăn cắp đồ từ hồi quán cũ qua tới đây luôn. Hư lắm. Vừa hư mà vừa ngoan, biết phải nói làm sao nữa. Mình này thì muốn chui vô trong này dành chỗ của con mách cha mà chui vô không được. Nên là quyết định nằm lên cái rìa phía bên ngoài. Bò sữa cũng vậy, đứa nào cũng muốn chui vô đây hết. Ôi trời má ơi. Đây. Đây là mách cha. Mách cha đang nằm trong ba lô của khách. Trốn. Chưa từng bị con nào vô ba lô hết. Em không biết bọn này muốn em bắt cóc đi hay sao. Tụi nó ghiền lắm. Vô không gian chật hay là ấm ấm là tụi nó mê à. Đó. Này bây giờ mấy bé thì cũng bắt đầu trễ rồi, đó là tụi mình sẽ bắt đầu cho mấy bé ăn. Nên là bạn nào muốn coi mấy bé ăn thì các bạn chờ thêm xíu nữa nha. Mình sẽ cho mấy bé ăn. Đây. Phía bên này là bé Tony. Tony đang nằm phè phỡn. Bình thường mặt cọc mà lúc ngủ thì mặt rất là đáng yêu ha. Đó, nó nghe nhắc tên còn nó liếc kìa. Bonnie ơi, Tony ơi. Đây. Tại sao lông màu xám mà gọi là matcha? Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó chính là những con mà chung đợt với lại matcha, như là matcha, dưa hấu với lại bạc xỉu á, là tụi nó sẽ đặt theo cái tên mà cái đồ ăn, thức uống mà bị đổ lên đầu á. Giống như hồi con matcha là nó bị đổ nguyên một ly matcha lên đầu luôn. Một ly matcha ice bên quán mình đổ lên đầu con mèo xanh lè luôn, từ trên xuống dưới. Nên là tụi mình mới gọi đó là matcha. Thì con bạc xỉu mi chang vậy á, bị đổ nguyên một ly bạc xỉu trên đầu, để gì thêm nó màu nâu nữa. Nên là mình mới đặt tên là bạc xỉu. Dưa hấu thì là tại do cái sọc nó giống dưa hấu thôi. Nè. Dưa hấu ơi. Đẹp trai quá trời chứ bộ. Đẹp trai quá mọi người ha. Đây. Đó, ai muốn chụp màn hình lại tranh thủ chụp nha. Ra đang đẹp lắm á. Dưa hấu thì suốt ngày ngủ không à. Không có làm gì khác, nó suốt ngày ngủ thôi. Mình thay mấy bạn nha, tay mình đang thay mấy bạn vuốt nó nè. Đó. Dưa hấu xong rồi coi cái lông nó dài nè. Rìa rất là già luôn. Nhìn như là một ông đồ. Matcha thì bây giờ nọng nè. Đó, nọng. Quá trời nọng. Quán được mở lại sao lại vắng vậy? Hiện tại là cũng gần đến giờ đóng cửa của tụi mình á. Tại do sau mùa dịch tụi mình chỉ mở cửa được đến 9 giờ tối thôi. Nên là hiện tại là 8 giờ mấy là khách bắt đầu về rồi. Nên là mới vắng như vậy. Với lại bình thường á là sau dịch các bạn vẫn còn đang chưa có biết đi đâu á, thì mình bút sách để các bạn có thể đi. Giống như đây. Nó đang mời gọi các bạn tới quán nè. Đó, đang mời gọi mọi người tới quán đó mọi người. Mọi người có lời nào muốn gửi tới Tony không? Đó, mọi người có lời nào muốn gửi tới Tony thì nói liền nè trước khi mình đi đó. Đó. Hôm nay đeo một cái vòng ấm cổ. Đây, cái vòng đeo đúng là như vậy nè. Đẹp trai chưa? Quá là đẹp trai. Đó, coi liếc kìa. Đó, đưa máy tới đâu có liếc tới đó.
Đó, bây giờ mặt đỡ cọc rồi nè. Đó, mấy con này thì bắt đầu đang canh đồ ăn của khách nè. Khách đem mua McDonald's để ở đây. Nguyên một bầy bu lại định dành ăn. Bé bò sữa bên này thì mấy nay sức khỏe bé cũng ổn hơn nhiều rồi. Bé thậm chí còn chạy giỡn rồi phá dữ lắm. Lily cũng vậy rồi nè. Lily ơi. Lily. Lily ở đây. Đó, Lily dậy rồi nè. Nguyên một ngày ngủ bây giờ mới dậy. Tèn tèn tèn. Mèo tam thể. Bụng nó bự nè. Nguyên một đám tụi nó. Bây giờ thì là con Minh này nó chuẩn bị nó làm cái trò là nó đè áo khách. Bạn nào bạn nữ nó hay tới quán chắc thấy cảnh này hoài. Chắc thấy nhiều lắm luôn mà đằng khác nữa. Con này nó lúc nào nó cũng chỉ ghim đúng áo nữ thôi chứ nó không bao giờ làm nhảy với áo nam như mọi người, chỉ với áo khách nữ thôi. Đó thì nó sẽ đạp 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 như vậy nè, giống như nó tìm chỗ nằm rồi xong bắt đầu nó cắn cái áo. Nó mua đồ ăn tự quán lên cho mấy bé ăn được không? Được nha em. Mấy em cứ thoải mái cứ thoải mái mua thôi. Bên anh thì bán những đồ ăn tốt nhất cho mấy bé, với lại nó hợp với lại cái chế độ dinh dưỡng á. Nên là nếu được thì các bạn nên mua đồ ăn của quán cho mấy bé ăn. Nếu như mà các bạn muốn mấy bé lại gần mình nhiều hơn, tại do mèo nó hơi khó tiếp xúc đôi lúc, thì có đồ ăn một cái là búng tay là dụ được liền. Đó, đạp đạp xong rồi kéo áo người ta lên. Đây cho mọi người coi cái massage áo này. Đó, massage như vậy nè. Đó. Mà nó chỉ làm như vậy với áo nữ thôi nha, áo nam không làm. Đó, đó, bắt đầu kéo cái áo đi mà nặng quá kéo không được. Mọi người có muốn biết là con này nó kéo đi đâu không, chứ mình cũng không bao giờ biết nó kéo đi đâu hết trơn á. Mấy này đang làm gì đó. Rồi cái mặt nó vàng chưa kìa. Chủ cái áo đang quay lại nó thấy rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn đang cắn. Không biết tính lòi cái áo đi đâu. Dạ con Windy thì đang ở trên này nè. Còn con Sunny thì ở nhà do Sunny đang bị bệnh. Rồi lo được cái áo đi rồi nè mọi người. Lo được cái áo đi rồi. Đó. Lo được cái áo đi rồi. Thấy ghê chưa, thấy ghê chưa. Ăn cắp. Giờ nằm ôm cái áo vậy nè. Bonnie tới chung vui nè mọi người. Áo khách nữ tới quán này giống như đồ dụ mèo vậy đó. Con nào cũng mê hết. Gà thì ngồi đây canh mấy cái ba lô để chui vô. Con này thì nằm đây canh mấy cái áo. Tụi mới thích tha tiền nên gọi là bên này. Con này phá tiền chứ không có tha được đồng nào gì cho quán hết trơn hết. Cai suốt ngày cứ ngủ hoài thôi. Lôi cực chứ. Giờ nằm đang hưởng thụ cái áo nè. Đang nằm hưởng thụ nè, thấy không? Không biết áo có cái gì mà nó ghiền sâu sắc luôn á mọi người. Ghiền ơi là ghiền. Nguyên một bầy bên này. Đang gần tới giờ đóng cửa rồi nên là khá là qua vắng á, mọi người có thể thấy nè. Nên là kiểu mấy bé đang rất là thoải mái, tại giờ gần càng khuya mấy con mèo nó càng tỉnh á. Đây là tổn, nhìn con tổn vẫn rất lùng nha mọi người. Đi 10 lần hết 9 lần cái áo dở lần có con mách da. Không dám lấy lại áo luôn. Mốt có trường hợp này bạn cứ kêu nhân viên nha, nhân viên sẽ lại bế bé đi chỗ khác nè, nhưng mà nó như mê quá thì cứ để bé nằm đó cũng được, không sao hết. Đây bây giờ tới giờ phá của tụi nó rồi đó. Đây. Phá xong bánh lộn. Đúng rồi, dịch xong đứa nào cũng ú ơi là ú luôn, nhất là con tô này nè, mọi người thấy cái bụng nó không? Đây cái bụng. Cho mọi người coi bụng cái tô này. Đúng rồi, đây cái bụng của con tô này. Cái bụng siêu to luôn. Thằng kia thằng Matcha đang nằm liếc nè. Như cái cung điện của Matcha nè. Bé hay massage tên là bé Tai Chi. Bé Tai Chi đang nằm ở đây. Này. Bé Tai Chi thì rất là hay massage cho khách. Rất là ngoan luôn. Mỗi lần vuốt là nằm yên cho vuốt. Mà nó ngủ cả ngày rồi mọi người. Mà nó ngủ trong những cái tư thế rất là khó chịu luôn. Nằm lặt lìa nhưng mà vẫn ngủ được. Ngủ không bao giờ gác đầu á, ngủ ngồi ngủ đứng không mà. Đây. Tai Chi thì nhìn cái mặt nó rất là giống mấy con mèo thần tài ở bên Nhật Bản á mọi người. Nhiều người thì nói nó giống mèo ta, nhưng mà thật sự nhìn kỹ á thì các bạn sẽ thấy nó rất là giống mèo Nhật. Mặt tròn đáng yêu lắm.
Bây giờ cho mọi người coi con na bụng phệ nha. Sabine đang liếm lông nè. Con Sabine lúc nào cái mặt nó cũng buồn hiu à mọi người. Lúc nào cái mặt nó cũng buồn hiu à. Mắt xanh thì đẹp mà cái mặt buồn hiu à. Đây, đây là bà na. Bà na quẹo. Đó. Đang đánh giá mọi người, đang đánh giá qua màn hình nè. Na thì thiệt sự cũng rất là ngoan, nhưng mà có cái là do lớn tuổi rồi nên thích cái không gian nó yên tĩnh nên toàn nằm phía bên này thôi. Nằm thì giấu hai cái tay vô trong như vậy nè. Đó. Thật ra là sau mùa dịch, sau khi sinh con xong bà na bay vẫn mập. Rất mập nha mọi người. Đó, sinh em bé xong mà cái mặt vẫn quạo nè. Không có hiền lên được miếng nào hết đó mà. Ừ, mặt lúc nào cũng cọc vậy luôn, không bao giờ hết cọc hết đó. Mà mỗi lần coi cái lông mày đó nè. Nhưng mà thật sự thì Na cũng rất là đáng yêu. Các bạn tới các bạn vuốt nhẹ nhẹ như vậy á thì Na sẽ rất là quý mấy bạn. Thật sự thì nó sẽ không bao giờ khó chịu nếu như mà mình không làm gì làm phiền nó hết. Các bạn vuốt hay là các bạn kiểu vuốt đầu nhẹ như thế này nè là bé hoàn toàn thoải mái. Thật sự là rất là thích là đằng khác nữa. Nên là đừng có nhìn mặt mà sợ nha. Thì đang người ta hiền lắm, hiền khô à. Một đám bên này thì gần tới giờ đóng cửa là bắt đầu bu lại xong rồi chờ được lên lầu nè, thấy không? Anh đại coffee. Công chúa của quán hả? Quán này nhiều công chúa lắm, công chúa nào nhân viên cũng làm công chúa được vậy. À, coffee đang ngủ ngồi nè. Đó. À, đây, một con coffee tròn chỉnh cái bụng của nó đây mọi người. Đây là bụng của nó nha. Chứ không phải là lông đâu, cái này là cái bụng của nó. Đó. Đây. Cái chân của con coffee bự như vậy nè. Đây. Đó, nắm tay đây. Đây. Thằng này là hoàng tử của quán chứ gì nữa. Con này là con đầu đàn, đẹp trai, mập, lông dài, đẹp, khôn nữa mọi người. Nó là con duy nhất biết mở cửa cái quán này nha. Nó biết mở cửa thay vì là chỉ mà nằm chờ là nó biết nhảy lên mở cửa nè. Biết mở cửa sổ nè. Phá lắm. Mấy bạn đừng có chọc tôi nha. Tôi thích trai gái thì tôi cũng thích được. Nhưng mà tôi thích con trai hơn nha. Giỡn mấy bạn thôi. Nếu như các bạn nào có trên có, nếu như được thì các bạn nên follow kênh TikTok của Cafe nha. TikTok của Cafe á sẽ lâu lâu up những cái clip đầy đủ mấy bé luôn, từ mèo khách cho đến mèo của quán nữa. Nên là các bạn nào yêu mèo thì hãy follow TikTok của quán. Ngoài ra thì bây giờ sau dịch á tụi mình đã mở cửa lại rồi, nên là các bạn nào muốn tìm một không gian thoải mái dễ chịu thì mình hãy tới quán Cafe nha. Mình sẽ luôn luôn sẵn sàng để phục vụ mấy bạn nè. Đây là Tuấn. Tuấn không biết đang làm gì trước nhà vệ sinh nữa. Bây giờ mình quá mệt để có thể nói tiếp á. Nên là mình sẽ làm một cái Q&A ha. Mình sẽ để máy yên một chỗ và các bạn có thể đặt những câu hỏi và mình sẽ trả lời nha. Bây giờ thì mình đang kiếm một góc đẹp để. Đây. Đi ra. Các em cứ tìm tên quán ở trên TikTok nha. Cafe Coffee. Bây giờ thì mình sẽ đặt máy yên một góc mà mấy bạn có thể đặt câu hỏi cho quán nha. Các bạn chờ mình xíu nha. Ân, lại đây xíu, 5 giây. Mấy bạn chờ xíu nha. Quay một con mèo cũng được, quay 5 giây. Mấy bạn coi đỡ bé Tuấn một xíu nha, chờ. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái Q&A ha. Thì đây. Các bạn có thể đặt câu hỏi cho quán và mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi cho mấy bạn nha. Chứ nãy giờ quay hoài thì không biết mấy bạn coi đủ chưa, nhưng mà mình nghĩ là tốt hơn là mình nên giao lưu nhiều hơn với mấy bạn, cũng như cho mấy bạn nhiều hơn thông tin của mấy bé mèo á. Nên là thì bây giờ thì các bạn có muốn thắc mắc gì mấy bé trong quán, hoặc là có thắc mắc gì riêng về hoạt động của quán thì các bạn có thể liên hệ, có thể hỏi bây giờ thì mình sẽ giải đáp hết từ trên xuống dưới nha. Anh ơi, bé nào ngầu nhất nè?
Ngầu thì có con này đây, ngay kế bên đây. Một con siêu ngầu, cái mặt như con sư tử vậy đó mọi người. À tại do tóc mình dài á, tóc mình rất dài luôn nè mọi người coi nè. Nên là có cái băng đô tai mèo này nó rất là giúp đỡ cho mình á. Kiểu mình đi làm nhìn mình cũng gọn gàng hơn nữa. May là hôm nay mặc đồ đẹp cái anh chủ kêu livestream á nha, chứ mình mà mặc đồ xấu không biết còn mình dám lên hình luôn nữa. Đó thì đây là bé ngầu nhất quán nè. Đây là bé Mini, bé là mèo Maine Coon. Là giống mèo khổng lồ á. Bé rất là to luôn, mới có 1 tuổi mấy à. Mà to mọi người coi nè. Ít nhất là bây giờ cũng phải là 7,5-8kg. Rất là mập luôn. Lâu rồi mới thấy anh. Tại do mùa dịch mà mấy tháng gì rồi đâu có thể nào mà làm việc ở quán được đâu. Chứ mà không thôi là mọi người cũng thấy anh hoài à. Thì hiện tại thì không biết các bạn nào có thắc mắc gì à, mấy đứa trong quán không? Mình này mê gái không? Mình này rất mê gái nha. Đặc biệt là áo của mấy bạn khách nữ á, siêu mê luôn. Đây là Moon nè. Hello Moon, chào mọi người. Moon Moon mẹ chân ngắn, con có 3 tuổi. Đó. Sao cứ lo vậy anh không biết nữa. Giống như nó thích cái mùi á. Xong rồi nó sẽ lòi cái áo vô một góc rồi. Xong nó nằm lên cái áo luôn. Nằm luôn. Không trả áo cho khách luôn. Khách về là nó khè, nó không cho lấy áo. Hồi nãy giống như có một cái áo bị bạn nó lôi mình mà không cản lại là chắc nó lôi cái áo vô trong phòng cát luôn rồi đó. Không biết còn bạn nào thắc mắc gì về mèo không? Mèo nào 21 tuổi em, con này mới có 1 tuổi mấy à. Bé này mới có 1 tuổi mấy à. Xem gà hả? Mấy bé leo tường được không? Hiện tại là tường của mình á không phải là tường gỗ, rất là khó leo. Nên là kiểu tụi nó có muốn leo cũng không leo được á, tại leo là trượt xuống à. Bé nào nặng nhất ạ? Hiện tại thì là đang có 2 con nặng. Một là con Tony bên này. Đây. Một là con này. Đây. Siêu nặng luôn mọi người. Con này là 8,8 kg. Đây, một con 8,8 kg. Với lại con Coffee bên kia là 8,5 kg. Hai đứa. Bé lớn tuổi nhất ở quán là bé nào? Lớn tuổi nhất ở quán là bé Na, là một bé Scottish Stray ở bên kia. Cái con mà hay bị gọi là Na Vẹo á. Na hiện tại là 9 tuổi, 9 hay 10 gì đó mình không biết. Mấy bạn chờ xíu nha, con mèo nó mới. Hiện tại là phải nói sao ta? Con này nó mới làm đổ nước của khách. Nên là mấy bạn chờ xíu. Con quỷ Tony này chuyên gia làm đổ nước của khách luôn. Trời ơi, tên thủ phạm. Một xíu nữa mình phải dọn, giờ thì mình chưa dọn được. Con quỷ Tony. Đây, thủ phạm làm đổ ly nước của mọi người. Đây, thủ phạm. Nó chuyên gia làm đổ nước của bánh. Suốt ngày, mọi người biết là một ly nước là 79.000. Con này là một ngày làm đổ ít nhất là 5 ly. Đó, mọi người cứ nhân lên mỗi ngày như vậy là không biết quán lỗ bao nhiêu tiền là do con này. Do mày. Đó. Tony thích uống gì hả? Tony nó thích những cái món nào có kem, có sữa. Ví dụ như là những món như là sô-cô-la sữa lắc nè. Hay là trà sữa. Đặc biệt là trà sữa mà có mấy cái whipped cream á là nó rất là mê. Bởi vì thấy nó mập vậy không mọi người? Đó thì ngoài ra còn bạn nào hỏi câu gì nữa ta? Tại sao gọi là Nam Vẹo? Mình sẽ cho các bạn biết tại sao nó là Nam Vẹo bằng cách là mình sẽ cho mấy bạn thấy luôn. Thật sự là con Na nó tên là Na Vẹo là có lý do hết, chứ không phải là muốn vẹo là vẹo ha. Đây, cái chân của con Na rất là lỏng lẻo, và thứ nhất và thứ hai nó có thể quẹo ra như thế này nè. Kể cái chân nó rất là dài so với người nó, nên là khi mà nó đứng cái chân nó sẽ quẹo qua một bên như vậy. Đó lý do mình gọi nó là Na Vẹo á. Cái này không phải là dị tật hay gì á, mà là kiểu nhìn nó tức cười thôi mọi người. Cái chân nó rất là dài. Đây, dài có thể quẹo qua như thế này. Đó lý do mới gọi là Na Vẹo. Mỗi lần em đến là một mình em vài chục ly, xong mua ly uống từ sáng tới. Mấy em ủng hộ quán vậy là anh vui lắm á. Mọi người nếu như mà có muốn thì có thể lên quán. Mọi người nhân viên trên quán thì rất là thân thiện, nên là các bạn có thể lên quán để chơi ha. À, mọi người có thể thấy con mắt già đang, con mắt nó sáng kìa. Đang nằm liếc ra không biết nên tính làm cái gì. Bây giờ mình sẽ trở lại với lại phần Q&A ha. Tại đi vòng vòng đi hoài mình cũng bắt đầu mệt đó mọi người. Mình cũng là con người á. Mình cũng mệt. Các bạn chờ một chút.
con này qua đây. Đây. Hồi nãy có bạn hỏi cách bế mèo đúng không? Để mình kiếm một bé nhỏ nhỏ mình bế cho mấy bạn coi ha. Cách bế mèo thì ha cũng không có khó lắm. Về nguyên tắc á, thì mọi người chỉ cần giữ một tay ở trên như thế này. Tay còn lại mọi người ôm vào mông đó. Tiên thần này hơi nặng một xíu. Với lại đang bị bế nhiều quá nó không chịu. Để mình kiếm một bé nhỏ hơn để chỉ dễ hơn nha. Các bạn chờ mình xíu. Mỗi lần mình đi làm về là áo mình dính đầy lông luôn mọi người coi nè. Đó, mỗi lần đi làm về là áo dính đầy lông luôn. Thật sự là mỗi lần vậy lăn lông không biết bao nhiêu ký lông mọi người mình mỗi ngày. Cảm ơn anh. Đây là bé dưa hấu này. Đó, cách bế mèo các bạn chỉ cần. Con này cũng gãy quá. Cuối ngày tụi nó không cho mình bế nữa bạn ơi. Tại bế mèo á, 50% là khả năng của bạn, 50% còn lại là con mèo nó cho hay không á. Tại nó không cho nó sẽ làm mọi cách để nó cào bạn tùm lum hết á. Tay mình là thẹo không nè mọi người thấy không? Là do tụi nó không phải lúc nào cũng bế là bế đâu, cũng hơi khó. Các bạn chờ mình xíu nha. Để mình kiếm một bé nào dễ bế mình bế cho mọi người coi. Mọi người chờ mình xíu. Đây. Mình sẽ chỉ mấy bạn cách bế mèo. Đó với lại một bé mèo á thì các bạn luồn một tay ở phía dưới này và để cái tay như thế này nha. Một tay kẹp bên này, một tay kẹp hướng còn lại. Tay còn lại các bạn giữ hai chân của bé và bóp vô như thế này. Ngay cái phần đệm thịt ở đây và ôm bé lên. Thường thì nếu như ôm lại các bạn sẽ ôm mèo được tầm 1 đến 2 phút tại vì tụi nó sẽ không có vẫy ra được. Nhưng mà một lát sau mà thấy ôm lâu á tụi nó cũng sẽ bắt đầu búng. Thì tới lúc đó thì mấy bạn hãy cho mấy bé đi chứ đừng có bế lâu quá, bế lâu mấy bé rất là dễ bị stress luôn. Đó thấy không? Sky chào mọi người, Sky. Đó, thôi mình thả cho Sky đi nha. Đây, Sky. Con này cái mặt nó tiện phía dưới này bị dính vàng cũng lạ. Mình không biết tại sao nữa. Giống bé cháu em quá. Không biết mọi người còn thắc mắc về con nào trong quán mình không ta? Hồi đầu mình lúc mà đặt tên con này là Sky á, xong rồi mọi người trong quán hay chọc nó là kiểu là Thanh Sơn Tùng này đó. Cũng khá là đáng yêu. Con Minh này thì vẫn còn đang nằm kế mình. Đây. Vẫn còn đang nằm kế mình. Đó. Nằm nguyên một ổng luôn. Che cái màn hình của người ta, cái thằng này. Cái đuôi của nó mọi người, cái đuôi nó bự. Đây, vừa bự mà vừa lông dài nữa. Đó nên là kiểu nuôi mấy con này rất là cực, mỗi sáng chắc cũng phải làm mấy chục phút để mà gỡ lông á. Tại sao đặt tên bé là gà hả? À, đặt tên bé là gà tại do hồi nhỏ lúc mà tụi mình nuôi á, theo như anh chị chủ kể nha là rất thích ăn gà, ăn bò ăn heo gì không ăn nhưng mà ăn gà thì ăn, cứ nuôi cứ vậy cái đặt tên nó là ăn gà luôn. Với lại cái tên thấy cũng hài á, tại do mèo mà tên gà anh thấy khá là tức cười nên mới đặt như vậy. À, bây giờ thì khách về cũng gần hết rồi, chắc mình cởi khẩu trang xíu nha mình mở. Đó thì hiện tại là mấy bé bên mình là đang tập trung khúc bên này cũng khá là nhiều để mình quay cho mọi người coi. Đây ở phía bên này. Đó một bầy bên này. Say hello đi mọi người. Có bò này nè, bò sữa. Đó bò sữa nằm bên này. Con này trong kia. Với lại ở đây là con ôi trời ơi đau bên này đau. Con mình này nó không biết cách giỡn á mọi người, người nó bự nó giỡn đau. Người bự giỡn khá là đau. Sao đi làm để không bị bọn mèo quấy. cái đó thì chỉ là nếu như mà em có đồ ăn á, có đồ ăn thì rất là dễ dụ, là do mấy con mèo quán mình á thì có đồ ăn là mua chuột được hết à, easy. Thứ hai á là nếu như mà mấy bạn có những cái như là áo khoác nè. Thứ hai là túi ni lông. Thứ ba là mấy cây đồ chơi. Hoặc là cuối cùng là cỏ mèo. Là tụi nó sẽ mê, bạn mình thề tụi nó mê không dứt luôn. Đặc biệt là các bạn nữ nha. Các bạn nữ mà mặc áo khoác là sẽ 100% đón được con Minh này. Tại con Minh này nó thấy áo khoác nữ là nó bu lại. Mèo bày tụi nó đang phá sau lưng mình. Hồi nãy có con mèo nó lỡ làm đổ ly nước quá trời. Em chưa, nó đổ cái ly còn gần hết rồi. Để nó, người đấy, cũng rất là người đấy xui.
chỉ có ba đây không sao. Nhớ là bởi Tony tạo ra là làm sao để có thể không bị con mắt cha leo lên đầu. Ủa con mắt cha nó đâu có leo lên đầu ai đâu ta, con mắt cha bên anh nó kiểu nó thậm chí là nó rất là lười gặp người nữa. Bạn ơi chị cái ba lô nha. À mấy bạn chờ mình xíu nha để mình đuổi thằng mắt cha ra khỏi cái ba lô. Thôi về con đi về cùng. Dạ, em ơi. Mình sẽ cho mọi người coi. Thằng này. Đây, sau mùa dịch. Cởi cái này ra cho mọi người coi. Mắt cha. Quá trời mặt. Cái mặt nó giờ nọng không à. À, kênh TikTok của quán là Cathy Coffee. Nên là nếu như mà có lên là cafe thôi, mấy bạn tìm cafe là ra rồi, C-A-T-F-E. Các bạn chỉ cần follow kênh TikTok là các bạn sẽ được gặp mấy bé hàng ngày nè. Rất là thoải mái luôn. Đó. Con Matcha phải nói là một trong mấy đứa đẹp trai nhất quán luôn. Con của mẹ Tai Chi nên đẹp giống mẹ. Ba của Matcha thì mặt tròn, hơi ngáo một xíu. Em đang ngồi một cái đi một vòng thôi, cuối cùng là trên đầu em. Ủa vậy hả? Anh chưa bao giờ đi được Matcha làm gì luôn á. Matcha chưa bao giờ leo lên người anh đó. Hồi nhỏ thì nó còn kiểu leo lên cho ôm, chứ giờ già rồi, giữ rồi, đấu cho nữa. Không cho đi, không cho Matcha đi nè. Đó. Thường mấy giờ cho mấy bé ăn vậy? Nãy giờ hình như cho mấy bé ăn. Tại do hôm nay thì là khách hơi vắng nên là tụi mình sẽ cho mấy bé ăn khuya sau á, anh chủ mới báo. Tại do nếu như mà giờ mấy bé ăn ở dưới này thì dọn khá là cực nên là để cho mấy bé ăn khuya luôn. Giờ hôm nay mấy bé cũng ăn sáng, ăn trưa với lại ăn xế rồi, chưa có ăn tối thôi. Nên là hồi khuya mấy bé ăn tối một lần luôn. Bé mẹ không móng tay. Cảm ơn bạn. Cái móng tay mình tự sơn nhưng mà chóc hết rồi. Hiện tại thì có coffee đang kế bên mình. Đây, coffee. Bắt đựng coffee. Đây. Coffee chào mọi người. Coffee hơi phá một xíu. Đây. Đó. Thằng này thằng đại ca của quán mà tấu hề vậy đó mọi người. Mà bình thường nó ngủ cơ mà. Giờ này thì hơi khó để bế mấy bé ở lại. Bây giờ đang tới giờ, chuẩn bị tới giờ đi lên chơi, đi ngủ ngoài nọ. Thằng nó khùng quá trời, không có thằng nào nằm yên để bế được hết á. Cảm ơn mấy bạn đã follow TikTok của Cafe nha. Ở trên này thì tụi mình sẽ update những cái content liên quan tới việc là chăm mèo nè. Ngoài ra là những cái khoảnh khắc hài hước của mấy con mèo quán mình. Và thậm chí là mèo của khách nữa. Bây giờ thì thật sự mèo khách cũng có nhiều con tới quán này tấu hài dữ lắm. Trời ơi, con có phi mập lắm mọi người. Thật sự nhiều người nói con mèo mập lông đúng không? Thằng đó là mập thiệt, cái bụng siêu to luôn. Đó. Cái bụng siêu to, mỗi lần lắc là mọi người có thể cảm thấy từng xó mỡ nó lắc luôn. Lắc qua hai bên vậy nè. Mấy con mèo cũng mới bính lộn. Không biết là còn bạn nào thắc mắc gì về mấy bé trong quán không ha. Mình cũng chỉ còn có khoảng 15-20 phút livestream nữa thôi, xong rồi mình sẽ bắt đầu dọn quán á. Nên là không biết là các bạn nào còn những cái gì thắc mắc về quán, về thời gian hoạt động hay là về mấy bé mèo hay không. Thậm chí là về những cái kênh social media của quán chẳng hạn. Thì mấy bạn còn thắc mắc gì mình sẽ giải đáp cho mấy bạn nha. Hiện tại thì là gần cuối ngày rồi, con nào cũng mệt rồi. Nhưng mà thật sự là tụi nó càng khuya tụi nó càng tỉnh thôi. Đây, đây là Tai Chi. Tai Chi chào cô chú đi. Cô chú qua muốn hỏi gì Tai Chi không? Cô chú qua muốn hỏi gì Tai Chi không? Tai Chi trả lời với cô chú nha. Đây. Quán có bán đồ ăn cho khách không anh? Hiện tại thì là quán chưa, sẽ có dự định bán nhưng mà hiện tại là chưa bán. Do quán sau khi mà mới sửa lại xong thì còn nhiều thứ phải làm. Chứ sau khi nào mà quán ổn định rồi sẽ có bán là sẽ có bán đồ ăn cho bán đồ ăn cho khách. Các bạn chờ mình xíu cho Tony làm đổ nước nữa. Này mới làm đổ thêm 2 ly nước nữa mọi người. Tuần này suốt ngày làm đổ nước hoài, mình làm nhân viên chắc một ngày mình phải dọn khoảng là 6-7 ly nước đổ là do một mình nó. Cũng khá là mệt. Nhưng mà nói chung là món bánh thì vui mà. Tại làm cà phê mèo mà. Đâu phải ai cũng làm được công việc này đâu.
mấy bé Napoleon chân ngắn dở suốt chứ phanh bì không ra phục vụ khách. À mấy bé đó thì đang ở lầu dưới á, và do mình thì mình chỉ có một cái điện thoại thôi nên mình chỉ có thể livestream ở trên này. Cái nói như được thì hồi nãy giống như mình cũng có cho mấy bạn coi bé Đậu Vọng là bé Napoleon của quán. Còn hai bé còn lại là bé Tâm Linh với một bé nữa thì là đã bán rồi, là chỉ còn có một mình Đậu Phộng là giống Napoleon thôi. Mời Tony uống trà sữa được không? À, mấy bạn, cái này là mình cũng nhắc luôn là tại do nếu như mà các bạn có tới quán dùng ly nước mà để dụ con Tony á thì mấy bạn chỉ dụ thôi nha, chứ đừng để Tony uống mấy cái đó, tại vì sợ là mèo uống những cái đồ bơ sữa không có tốt cho sức khỏe nhiều. Tại do mèo có nhiều con là bị lacto intolerance là rất là sợ. Con quỷ gà lắm, cửi vô camera. Ủa hôm bữa em thấy quán Ủa bữa sao em thấy quán nước không vậy anh? Ờ đúng rồi, tại do quán mình hiện tại là chỉ mới bán nước thôi. Còn về việc mà bán đồ ăn thì các bạn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa nha. Còn bây giờ thì tụi mình chưa có dự định bán đồ ăn liền được, tại do mình cần nhiều thứ, cần phải tập trung để sửa quán vân vân. Không biết thì còn bạn nào còn thắc mắc gì nữa về quán không ta? Mình còn khoảng 5 phút livestream nữa thôi, nên là có bạn nào thắc mắc gì về quán nữa không? Mình gần cuối ngày rồi nên là cũng khá, mấy bé cũng bắt đầu khá là mệt, nên là mình không có bế mấy bé đi vòng vòng được nữa, bế nữa sợ nó quạo á. À không phải bị mưa ngập, à cái hồi đó mình có bị ở ngay dưới rồi, đặc biệt là cái phòng kho ở dưới là tụi mình hư chắc cũng phải rất là nhiều đồ, tại do mưa ngập xong rồi bị mục tường nữa, tại do cái mưa lớn quá đó, xong rồi dịch không có ai ở để phát hiện á, chỉ có một hai người thôi, nên là tới lúc mà phát hiện rồi thì thấy nước ngập tùm lum cũng nhiều việc lắm. Quán cũng có bị dột, thực sự là cái đó thì tụi mình đã sửa rồi nên là quán hết bị dột rồi, với lại bị dột có thể là ở quán cũ, còn từ hồi con nghĩ mình khai tụi mình không có bị dột á, tụi mình chỉ có cái hồi mà bị mưa bão chỉ có dạ, chị cứ để đó không sao vậy. Em quen rồi, các bạn có mèo con này. Dạ không sao, tụi em quen rồi. Lại thêm một cái nước mới đổ chứ không có gì đâu mọi người, mình làm nhân viên mình quen rồi. Hiện tại tôi nó bắt đầu phá cào tường, mấy cái tường mới sửa xong rồi bị lóc đau dịch. Cách ly cảm ơn à, có gì mình ghé lại quán à. Thì sau mùa dịch á thì mấy con mèo nó cào tường hết trơn rồi, nên là mình phải đậu thời gian lại phải tân trang quán lần nữa. Tony hiếu động nhất quán mà vẫn mập. Trời đất ơi, nó phá banh chành luôn, nhưng mà số ký không hề giảm được, lại tăng từ 8kg lên 8.8kg trong vòng 4 tháng, tăng 1kg. Ghê không? Mèo 4 tháng mà tăng 1kg. Và tụi mình cũng cho nó ăn đồ như mấy con mèo khác y chang gì đó, nhưng mà cuối cùng nó vẫn tăng ký quá trời, mình thắc mắc lắm luôn á. Không biết còn bạn nào còn thắc mắc gì nữa không ta? Mình chuẩn bị kết thúc livestream rồi đó, nên là bạn nào còn những thắc mắc gì, mình chỉ trả lời khoảng vài câu hỏi đó thôi là mình sẽ tắt livestream đó nha. Nên là các bạn không biết còn thắc mắc gì nữa về quán không nè, về thời gian hoạt động, về thói quen của mấy bé mèo, thậm chí là nếu như mấy bạn muốn tìm cách tới quán nhưng mà không biết như thế nào, ví dụ là về quy trình bút bàn chẳng hạn, thì mình có thể giải đáp hết mấy cái đó cho mấy bạn luôn. Cảm ơn bạn. Mình cũng mới lập TikTok gần đây thôi. Hiện tại thì mình rất là mong là các bạn có thể follow TikTok của quán ha, tên là Cafe, các bạn tìm cái này ra liền à. Trên đó thì cái chị chủ bên mình sẽ rất là chăm rất content, đặc biệt là những content siêu hài hước liên quan tới mèo luôn. Bạn nào thích mèo, đặc biệt là mèo của quán mình á, thì hãy lên follow TikTok của Cafe nha. Cho em xin địa chỉ đi. À đúng rồi, cái này mình quên, hiện tại là quán mình ở số 119 Nguyễn Thị Minh Khai. Mình không nhớ là hình như là phường Bến Thành. Nhưng mà các bạn cứ tìm 119 Nguyễn Thị Minh Khai nằm gần vòng xoay á là sẽ ra liền. Quán đi đường khá là dễ, tại quán nằm ở mặt tiền á. Quán nằm ở mặt tiền nên đi khá là dễ. Thì mình chỉ còn có khoảng 1-2 phút livestream cuối cùng thôi, nên là còn bạn nào muốn hỏi cái gì liên quan tới quán á thì các bạn có thể hỏi nha. Sau khi giải đáp xong á thì là mình xin phép được tắt livestream để bắt đầu dọn quán nè. TikTok của mình là gì ạ? TikTok của mình là mọi người chỉ cần tìm Cafe thôi là sẽ ra liền, CATFE, A cộng CATFE trên TikTok là sẽ ra kênh của quán, up truyền những content liên quan tới mèo, và đặc biệt là mèo của quán con nào cũng dễ thương hết, nên là các bạn follow là thiệt, mình hứa các bạn là không phí thời gian của mấy bạn đâu. Quán có cho đem mèo tới chơi không? Dĩ nhiên là có rồi, chỉ là các bạn nhớ đem sổ mèo để cho tụi mình có thể kiểm tra là bé đang khỏe mạnh, tại vì tụi mình cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của đàn mèo á.
nên là nếu như các bạn đem mèo đến thì vui lòng các bạn đem sổ đến cho các mình, cho mình để mình kiểm tra nha. Mấy bé lên đây thì mình sẽ là nhân viên, mình sẽ đảm bảo là mấy bé hòa đồng với nhau và không cào nhau á đó. Cảm ơn bạn Quốc Tài đã gửi địa chỉ lên cho mọi người ha, nhớ tới quán quá, hẹn gặp lại sớm. Ừ, ok. Mình cũng rất là mong được gặp mấy bạn, đặc biệt là trong sau mùa dịch này á, mình cũng đang cần hơi người á, không riêng gì mấy con mèo á. Nên là nếu như được, các bạn hãy đến và ghé thăm quán vào những ngày không chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà ngày thường cũng rất là vắng, nên là mình cũng mong là các bạn có thể đến dành chút thời gian để ủng hộ quán, cũng như là tìm cho mình những khoảng thời gian rất là tốt đẹp, vui vẻ bên những con mèo. Thì khoảng thời gian thư giãn nó có thể vừa làm bài tập, vừa có mèo để ngắm nữa. Và đặc biệt là nhân viên của quán á, thì có nhiều bạn nhân viên cũng rất là thân thiện, nên là các bạn thắc mắc gì về mèo nè, muốn biết gì hơn về mèo, thậm chí là muốn cần tư vấn để mua mèo chẳng hạn, thì quán có thể giúp đỡ các bạn hết luôn. Bây giờ thì mình xin phép được tắt livestream để mình có thể dọn quán. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành một tiếng qua tham gia cà phê online với tụi mình, được thăm mấy bé online, mà đặc biệt là rất mong một lần nữa là các bạn có thể ghé quán để có thể trực tiếp thăm mấy bé, vì mấy bé cũng đang rất là nhớ mấy bạn, khách tê cũng rất là nhớ mấy bạn nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều và mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ cách phê trong thời gian tới nha. Mình sẽ phép được tắt livestream. Cảm ơn mọi người. Bye.